các bác nhá. Thì cái dòng đẩy liền vang AV Pro K3.8 hay là mã này lại tiếp tục về hàng của các bác đây. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì các bác liên hệ em rất là nhiều, thì từ các đơn vị đại lý phân phối và tại cửa hàng chúng em thì hiện tại đang hết, nhưng mà lại tiếp tục về những mẫu sản phẩm chất lượng để phục vụ các bác rồi. Một dòng âm ly liền vang gọi là đẩy liền vang đến từ AV Pro, mã là K888 hay là mã các bác nhá. Đấy là một dòng âm ly liền vang rất là đẹp, chất lượng, đến từ nhà AV Pro và là sản phẩm chính hãng các bác nhá. Đừng nhập khẩu, nguyên thùng nguyên đai nguyên kiện này, đừng nhập khẩu các bác nhá. Đấy, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Model AV Pro K3.8 này hay là mã, được chưa? Một dòng ly 2 kênh. Đó, một cái ngôn ngữ thiết kế rất là đẹp, chất lượng đúng không bác? Đó, và dưới đây thì có sẽ có này, những cái phần căn chỉnh về phần âm thanh này, có cái ba lăng cân loa này. Đấy. Chỉnh rất là chuyên sâu đúng không ạ? Và có feedback chống hú các bác nhá. Đấy, xong sản phẩm này thì chống hú rất là tốt, lát em hát cho bác nghe. Hát gần loa mà không thấy rít luôn. Đấy, rất là tốt các bác nhá. Đó, rất là nhiều đường kết nối là AUX này, DVD, BMG, USB này, cổng con optical này, Bluetooth này. Đấy, đường Kosia cáp đồng trục cũng có luôn. Hai phần này, cho to nhỏ nha của mic này. Đấy, vang nhạc đều trong này hết rồi. Đó, rất là đẹp, tuyệt vời đúng không các bác? Đó, thì ngày hôm nay thì cũng tiện đây luôn, cũng lên một clip và cũng là kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi gửi đi cho bác khách đến từ Thái Nguyên ạ. Để chưa các bác, để cho anh Hòa đến từ Thái Nguyên, một cái con âm ly liền vang hay còn gọi để liền vang đến từ AV Pro, giá rất là vừa phải thôi, trên 4 triệu một chút thôi, các bác đã sở hữu một con âm ly liền vang như này rồi. Đấy, vừa nãy thì em ghép cho bác nghe đấy, em sử dụng một cặp loa full 30 thôi. Đấy, còn công suất rất là lớn, các bác chơi những cặp loa full 30 tiếng rất là hay luôn. Đấy, tiếng chép rất là sáng, ba thủy lực luôn các bác nhá. Và bây giờ mở cho bác cùng nghe, tí nữa cho bác nghe karaoke. Đấy, và đây cũng là một clip kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi gửi đi cho bác Hòa này, đến từ Thái Nguyên, Phú Lương, Thái Nguyên, bác Hòa nhá. Đấy, nếu mà bác Hòa theo dõi được clip này thì theo dõi thật là chi tiết ạ. Mọi sản phẩm chúng em gửi cho các bác khách hàng thì đều phải kiểm tra thật test thật kỹ mọi tính năng hoạt động rồi mới gửi đi cho bác, nên các bác yên tâm là như vậy. Hãy yên tâm là như vậy, nên các bác nào ở xa hãy yên tâm nhá. Và với cái chế độ chính sách bảo hành của chúng em khi bác mua ở xa đúng không ạ? Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 30 ngày nếu mà phát hiện ra lỗi từ nhà sản xuất. Đó. Và bảo hành 12 tháng thì chúng em là những sản phẩm chính hãng, các bác hãy yên tâm là như vậy các bác nhá. Đó, bây giờ lên nhạc cho bác cùng nghe này. Lên 5, 5, 5, 7. Quá hay quá. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời giã từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em mới nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái dê, hãy trả lời anh đi, nghĩ gì mà đời chờ, nhiều lần chung ước mơ, bên nhau ta cùng hứa, quên đi chuyện năm xưa. Em biết cho chẳng thương em, nhớ em tất cả là em.
gì đẹp bằng lúc ta sum vầy. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện tròn một đời là được mãi mãi gần nhau. Lên 5, 6, 7, 6, 7,